mọi người. Hôm nay mình sẽ làm tâm sú sống sốt ớt hiểm nha. Mua được một ký tâm sú rất là tươi luôn. Người ta giao đến thì mấy em còn bún rất là ghê luôn nha mọi người. Size này thì vừa ăn với mình thôi, cũng không quá to. Liệu kèm thì có ớt hiểm nè, chanh và một số gia vị. Tôm thì mình sẽ lọc vỏ, sẽ rửa sạch. Và mọi người đừng quên lấy chỉ tôm nha mọi người. Đây là mình ăn sống nên mình phải lấy chỉ tôm cho sạch nha. Sẽ lọc vỏ tầm mười mấy con nha. Lọc vỏ xong rồi thì mình sẽ rửa thì là sạch. Mình chuẩn bị một dĩa nước đá để mình ướp tôm nha mọi người. Ăn sống nên tôm lạnh lạnh ăn sẽ rất là ngon. Mấy bữa nay thèm món này ghê luôn á. Hôm nay thì mới rảnh làm nè. Mình ướp tôm một tí rồi trong thời gian đó thì mình sẽ làm cái sốt ớt hiểm. Ớt hiểm này thì mình sử dụng hai loại ớt, ớt to và ớt nhỏ luôn. Đây là cái lượng mình ăn cay nhiều nên mình sẽ cho hơi nhiều một tí nha. Và mình dùng chài mình đâm cho nó vừa thôi, không có đâm nhuyễn nha mọi người. Tao định xay mà sợ nó giống cà chua quá. Mình cho thêm hai muỗng đường nè, xíu bột ngọt, vắt một trái chanh nha. Mình cho ba muỗng nước mắm ngon vào, khuấy cho tan gia vị. Chưa gì thì mình thấy cái mùi ớt nó sộc lên mũi rồi. Cái mùi nước mắm rất là thơm luôn. Xong thì mình ướp đá nãy giờ rồi nè. Đấy đây là mình sắp lên dĩa nha. Rồi mình rưới cái ớt hiểm này lên để tầm 50 phút là mình ăn thôi. Ngon nhất cái nách luôn đó mọi người. Rất là ok luôn. Tôm mình ăn rất là tươi nha, vừa cay vừa ngon. Nói lâu lâu ăn cái món này đã dễ sợ luôn đó mọi người.